cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con dừng công việc lại ít phút vào buổi chiều này để ở lại với Chúa Giêsu trong thinh lặng. Còn suy gẫm về điều Đức Thánh Cha Francisco dạy: chúng ta hãy chọn để thay đổi, chọn lối sống đơn giản và kính cẩn hơn. Thông qua lời cầu nguyện, chúng ta hãy mở rộng con tim với Chúa để Ngài có thể hành động và biến đổi chúng ta, cho ta thêm sức mạnh để thay đổi và sống như Chúa Giêsu muốn. Con tự vấn bản thân rằng con có hay cầu nguyện mỗi khi phải đối mặt với những tình huống khó khăn hay khi phải đưa ra những quyết định quan trọng trong đời hay không? Để tiếp tục sống theo cách thế này, thái độ nào của con cần thay đổi? Lưu tâm đến điều này và tiếp tục ngày sống. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.